Phiên bản đặc biệt đón xuân Mậu Tuất của BBus tuần này có gì đây? Muốn biết thì hãy xem ngay đi nào. Món quà đầu năm của Hit. Please read the following poem in Vietnamese. Oh, this is hard. Holy. Bật mí, táo Sài Gòn Hit tấu gì với Ngọc Hoàng khi lên chậu? Hit tiếp tục cho chuỗi đại chiến đầu năm trên sân khách. Mr. Bieber xin được gửi tới các bạn một món quà dễ thương nhân dịp ngày lễ tình nhân và mừng xuân Mậu Tuất đến từ các cầu thủ nha. Nhà này thì anh không có, nhà này anh gặp người yêu không được thì chắc anh sẽ gửi hoa cho người yêu bên Mỹ. Anh lúc đó anh thi đấu với Mono Vampire thì anh không có làm gì, nhưng mà anh sẽ có một cái bí mật, anh sẽ gửi hoa như thường xuyên cho người yêu mình. Anh mua một quả hoa tặng cho chắc fan cho hit đi, tại vì bạn gái anh không có ở đây. Không, tại lúc đó anh ở với bạn trai. Anh không tặng quà cho Stephen khi ngày 14 tháng 2 hả? Không, tại vì Stephen không phải người đàn bà, ngày này ngày Valentine để cho người đàn bà thôi. Không, Horace thì ngày nào cũng có quà, gặp anh là quà. Mới 100.000 đồng đó, 100.000 đồng mua được cái gì? Anh thấy thì cũng một quả hoa, giờ dẫn đi ăn. Sau khi đó chắc đi ăn trắng miệng, đi coi phim, rồi đi chém gió. Ra ngoài trên mấy cái cầu Sài Gòn, mấy cầu đi xem nắm cảnh ấy, và đi chém gió thì anh có xe máy, anh có Airbus, anh cũng lái. Nhưng mà anh không bao giờ lái bạn gái hay bạn trai anh đấy đâu. Anh mỗi thường xuyên là đi ăn gì ngon hay là đi dạo hay đi gì thôi. Thì ngày đó thì mấy người mà bị FA ấy thì đừng có lo, tại vì sau này cũng mình từ từ mình cũng phải kiếm một người đó, mà người đó ở ngoài chưa, mình chưa gặp thôi, mà hay một ngày mình sẽ gặp người đó. Yeah. Ai đang có người yêu nghe bài hát này ôm chặt người yêu nhé. Chia tay đi, chia tay mau, chia tay đi, chia tay mau, chia tay đi, chia tay mau, chia tay đi, chia tay luôn, chia tay mau luôn. Please read the following poem in Vietnamese. No. It's easy. No, no, it's not easy. It hurts my brain. Now, now, nhai, tết, tên, nhan, chúc, cho fans Heat and lần, cá, nắm. Now, now, ngày tết đến nhan. Đào cao đề nhan, đề nhan. Chúc cho fans Heat. Chúc cho fans Heat. And now Yang Chong. Nào nào ngày Tết đến nhanh. Chúc cho fan Hit ăn lầm cả năm. Ăn lành cả năm. Nào nào ngày Tết đến nhanh. Chúc cho fans Hit, Hit fans chứ. Ăn lành cả năm. Cả năm. Ăn lành cả năm. Anh lành cả nám. À, ok. Oh no. More. This is so stressful. Nam mới chúc fans sức khỏe nhiều. Bắc tin rung rin. Right. Thoải mái chiếu. Thoải mái chiếu. Rủ nhau xem hít. Đi thi đấu. Mau thoát. 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 Mau thoát. Mau thoát. Bên nhau. Don't lock tay. Ok. Na nói giúp chen chút. Xin nhu. Do it again. Đại xin nhu. Phan nhá nhu. Oh, this is hard. Holy. Back knee. Dục chân. Thoải mái tiêu. Mang mang you. Rủ nhau. Rốt nhau. Xem hit. Xem hit. Đi thi đấu. Đến thi dấu. Mậu Tuất. Vào chốt. Bên nhau. Bên nhau. Non lọc tài. Non lọc tài. Mẫu thuật bên nhau. Thôi, cái này chịu. Quá lọc quá. Chờ. Năm mới chúc fan sức khỏe nhiều, bạc tiền rung rinh thoải mái, bạc tiền rung rinh thoải mái tiếu,
rủ nhau xem hit đi thi đấu. Mau thuốc bên nhau. Đồng lóc tài. So bad. Thật là một món quà quá dễ thương phải không nào? Và trước khi chúng ta thưởng thức món quà đặc biệt từ fan tặng Hit thì đừng quên cổ vũ cho Hit bùng cháy với trận đấu xa nhà. Trận đối đầu với CLS 9 Indonesia. Năm trôi qua với đủ thứ chuyện, Sài Gòn Hit luôn cố gắng tu luyện. Nhân sự chấn thương rồi biến liên miên, thất bại chỉ trích rồi lời quàng xiên. Khởi đầu khó khăn nhưng ta không lùi bước, chấn thương thất bại không làm ta chùn bước. Và rồi It's Time quyết tâm đổi mới, 100% nỗ lực hướng tới. Cái gen mỗi ngày cải thiện bản thân, Team First đội bóng đặt trên cá nhân. Mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo, Julius bậc thầy chỉ đạo. Akim liên tục nổ súng đều đặn, Moses đóng vai người hùng thầm lặng. Các Việt chính thức được nhập quốc tịch, Mike William làm nên kỳ tích. Maxi Esho toàn diện công thủ, ngũ nhân sự ngày càng quy củ. Chúng ta xô đổ hàng loạt kỷ lục, cột mốc mới đợi ta chinh phục. So you know what is time in this, 'cause this year we gonna make it is. So you know what is time in this, 'cause this year we gonna make it is.